Rồi xin mến chào các bạn nha. Hôm nay mình quay chia sẻ các bạn ở dòng sông có bốn chiếc ghe cào hến các bạn. Nó đang chạy nè, đặt máy bốn luôn, chạy ghê gớm luôn. Nó đang đậu rồi các bạn, đậu là cào hến đó. Mà cái tháng này tháng 8 nè. Tháng 8 bữa nay là 20 tháng 8 âm lịch đó. Này khai thác gì hến nè. Cái khúc nào mà nó có cỡ hến, nó có đảo khu đó hoài mà khúc này là mình chơi như mình đi gặp, mình đi đường đi mình gặp nó nè, nó cào á. Tháng này là cái khúc này có hến là cào hến nè. Cào hến nó bán gì về nó bán cho vịt ăn rồi đủ thứ loại các bạn. Hến nấu rồi bán cho người ta nấu chế biến thức ăn cho con người mình lắm các bạn. Đó, chạy lên chút đảo xuống mình quay cho bạn xem nha. Miền Nam đồng bằng sông Cửu Long, phù sa nè, nước đục, nó đục ngầu các bạn, là phù sa nó về đó. Đó, đang đảo xuống đó. Một chiếc nó chạy xuống đó, cầu nó cứ quằn nát luôn cái dòng sông này luôn đó. Đặt máy bốn mà chạy còn gì của nước xuôi nữa. Đây chiếc nữa mà. Đó. Hôm nay Quốc Thăng Nguyễn Quốc Thái mà các bạn xem là quay các bạn cho các bạn xem là hoạt động gì là khai thác hến, cào hến nè. Ở miền Tây Nam Bộ mình gọi là con hến nè. Đó, đảo xuống nó vũ á. Còn nó cái chiếc trước nó kéo lên nó vũ á. Vũ xịn ra nó đem lên bờ đó. Đó nó vũ sẽ vũ đó. Nó là vũ đó các bạn, thấy vũ không? Rồi chúng nó đảo lên mình quay tiếp nha bạn. Đó nó đảo lên các bạn. Nó quằn con khúc à. Chiếc này đang chạy lên đó. Nó bỏ xuống, nó bỏ cái vật cào hến nó xuống, nó kéo nó chạy luôn á. Đặt máy bốn không á, máy xe không á các bạn, chạy ghê gớm luôn á. Chạy tốc độ luôn á. Bốn chiếc lận. Một chiếc nè. Đây chiếc nè, là hai chiếc nè. Đó chiếc nữa các bạn. Ba chiếc. Nó đang cào hết. Ba chiếc hồng nè, nó lên chiếc nè, mình giới thiệu cho bạn luôn một chiếc nữa. Chiếc đó dưới đang lên đó. Nó qua mặt nó là chiếc thứ tư đó. Bốn chiếc. Cái đoàn này đã đi bốn chiếc. Mà chiếc ghe tâm bản theo mình độ ghe này là nó có khoảng 200 giờ lúa các bạn. Chở 200 giờ lúa nè. Tâm bản 200 giờ lúa mình thường gọi ở miền Tây mình là 200 giờ lúa nó cỡ cũng khoảng 4 tấn lúa. Là 4.000 ký á. Đặt máy xe chạy còn gì cổ không. Đó, chạy lên đó. Các anh ngồi đó vừa rửa hến đó mà. Rồi chào Quốc Thái, xin chúc các bạn ngày mới tốt lành nha. Mình kết thúc video đây. Quay nãy giờ cũng nhiều, cũng 7-8 phút rồi. Hẹn lại video sau nha. Mình thấy cái chủ đề nào hay mình quay tiếp. Mình nhớ cho Quốc Thái xin một đăng ký nha, một chia sẻ nha. Rồi, để mình có động lực làm video tiếp theo cho các bạn xem. Rồi, bye bye.